À, xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại chi nhánh IZ Audio của Thị Minh Khai. À, cũng như trong clip vừa rồi mình có giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về cây mà mình rất là thích ở đây, là cây được gọi là mình đặt tên là Snow White. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như là quá trình để mình chọn ra linh kiện để tạo thành cái cây Snow White này nhé. Ok, đầu tiên linh kiện mình chọn đây là chiếc xô i5 6.4 thuộc socket 1151 Scarlett mới nhất. Ở đây theo nhu cầu của anh khách hàng này thì anh có nhu cầu là làm Photoshop, AI và thích chơi các thể loại game online như là liên minh điện thoại, Overwatch hoặc là CS:GO. Và thỉnh thoảng anh ấy cũng vô chơi GTA một tí là gọi là để có trải nghiệm trong một không gian game thế giới mở. Thì theo mình thì con chip này cần tốt các loại game online và cũng như một số loại game offline thị trường hiện nay. Và tiếp theo vào phần mainboard, ở đây mình chọn mainboard ASRock B150M R4 Hyper. Một số lý do mình chọn cái mainboard này thì thứ nhất cũng mình xin cũng nói luôn là nó có tông màu trắng rất hợp với phong cách anh ấy muốn build dàn máy. Và lý do thứ hai là con này là chipset B150 thì hỗ trợ tốt cho cái chiếc i3, i5 và i7. Bên cạnh đó thì main này là có được cả 4 GB RAM, hỗ trợ tối đa là 64 GB. Và cũng như là đây là sản phẩm made in Việt Nam, sẽ được bảo hành 3 năm cũng như là đổi mới trong vòng 6 tháng đầu nên các bạn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng lâu dài. Và RAM trong dàn máy này mình chọn RAM Avisa Plus Series với dung lượng là 8GB, 2 thanh gọi là 4x2 Dual Channel. Thì trong tông màu này mình chọn RAM là RAM màu trắng. Như nếu như các bạn có thể muốn chọn cho mình những tông màu phù hợp hơn với dàn máy của mình thì các bạn có thể chọn qua màu đỏ hoặc màu vàng. Và nếu các bạn có thể muốn nâng cấp hơn thì các bạn có thể gắn full slot RAM ở đây thêm 2 cây nữa thì cho tất cả các bạn những màu sắc lung linh hơn, nhưng mà đẹp hơn. Và chiếc cảm hình dành cho dàn máy này, ở đây mình chọn chiếc cảm hình Galaxy GeForce GTX 1060 như lần trước trong clip mà đã giới thiệu với các bạn. Thì ở đây với tổng lượng RAM là 3GB thì mình đảm bảo với bạn rằng có thể chiến tốt các loại game online. Và đặc biệt qua một số bài test thì mình thấy rằng trong đặc biệt trong CS:GO thì FPS luôn đạt dao động từ 150 cho đến 200, đảm bảo cho các bạn chơi game chiến mực CS:GO mượt mà, cũng như là nếu các bạn muốn chơi hack trên màn hình combo muốn hẹp thì các bạn hãy yên tâm. Và điều mình cũng chọn chiếc card này bởi vì nó có tông màu trắng và có đèn LED màu trắng ở đây sẽ đảm bảo hơn cho các bạn trong khi bật máy lên thùng máy mình sẽ đẹp lung linh hơn. Và phần lưu trữ dữ liệu trong dàn máy này mình sẽ chọn full option luôn, là mình sẽ lưu trữ SSD và HDD. Ở đây mình chọn SSD là của Galaxy với dung lượng là 120GB Gamer L. Thì mình sẽ cài Win cũng như một số phần mềm cơ bản trong đây để đảm bảo cho các bạn khi mà mình sử dụng các phần mềm ứng dụng như Photoshop hay AI hay là mình boot game trên đấy thì tốc độ sẽ được cải thiện. Và ở đây phần lưu trữ dữ liệu mình cơ bản thì mình sẽ ổ Western Blue 1TB đảm bảo cho các bạn không gian lưu trữ các thông tin, các phim, game cũng như là các tài liệu mình quá trình mình làm việc cho thoải mái, sau này đỡ phải mình nâng cấp. Và về phần tản nhiệt cho CPU, ở đây anh khách muốn thay đổi và tản nhiệt CPU thay vì phải dùng fan stock của Intel cho sẵn theo chip thì mình giới thiệu cho anh ấy bộ tản nhiệt nước kit DeepCool cấp trên 120ES với tông màu trắng ở giữa đây và kết hợp với đèn LED màu trắng, cũng như nó sẽ là đảm bảo cho các bạn về hiệu năng cũng như là nhiệt độ trong quá trình sử dụng. Và nó sẽ cùng đồng bộ với RAM LED màu trắng kế bên đây để tạo nên sự đồng bộ tuyệt vời cho dàn máy màu trắng của chúng ta. Và tiếp theo mà bỏ cây cho dàn máy Snow White này, ở đây mình chọn là cây Cooler Master Masterbox 5 phiên bản màu trắng. Thì với cây này mặt bởi đầu tiên mình thích nhất ở nó là mặt bên full Nika tiện cho các bạn thể soi hàng ban đêm cũng như là có thể soi hết các loại linh kiện bên trong. Và như các bạn thấy ở đây bên trong không gian này cũng rất là rộng rãi. Ở đây thì như các bạn mình đã nói trước là hỗ trợ tốt cho các loại tản nhiệt nước kit 120 và cũng như hỗ trợ cho loại tản nhiệt nước kit rack 240 mà các bạn có thể gắn mặt trước ở đây. Và ở phía dưới đây là một phần cover nguồn rất là chuyên nghiệp dành cho các bạn có thể giấu nguồn bên trong, hoặc cũng như các bạn nào có thể là lười không muốn đi dây mà có thể giấu hết dây ở phần dưới đây. Ở đây nguồn mình chọn cho dàn máy này là nguồn Thermaltake TR2S 450W với công suất thật là 450W và đạt được chuẩn là 80+. Thì đối quan điểm cá nhân của mình thì chiếc nguồn này đã đủ đáp ứng cho nhu cầu cho dàn máy này. Và nếu các bạn muốn nâng cấp hay là muốn sau này muốn nâng cấp Vega hay là các thiết bị cao hơn thì đừng ngại đến với IZ của chúng mình đã được tư vấn con nguồn thích hợp cho dàn máy của các bạn. Và nếu như các bạn lo sợ về màu sắc của nguồn có thể phá vỡ màu tông của các cây của bạn thì các bạn cứ yên tâm, như mình đã nói trước đó thì phần cây này đã có cover trên nguồn nên các bạn thoải mái chọn lựa nguồn phù hợp với nhu cầu của mình nhất.
Và tiếp theo đây mình sẽ lên đèn cho các bạn biết để xem dàn máy này lung linh tới mức nào nhé. Ok, hồi nãy có lẽ là do lỗi kỹ thuật mà sau khi mình đã thu dọn xong thì bây giờ mình sẽ lên đèn lần nữa cho các bạn coi nhé. Sau khi lên đèn cho các bạn chiêm ngưỡng dàn máy này thì hiện tại chiếc máy này đang có mặt tại nhánh EZ Audio với giá bán lẻ là 22.050.000. Và nếu các bạn muốn có những dàn máy PC theo ý thích của mình, các bạn hãy tham khảo trên trang web ezaudio.vn. Mà nếu các bạn có thắc mắc thêm về cấu hình thì đừng ngại liên hệ với chúng mình qua Facebook hoặc là liên hệ trực tiếp, sẽ tư vấn nhiệt tình tại EZ. Và đừng quên rằng chương trình giáp máy khuyến mãi gaming gear của EZ Audio mình vẫn còn đến cuối tháng 10 này. Nhanh chân lên, đừng còn chờ gì nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.